Xin chào quý vị bạn. Như vậy là đã gần tròn một năm mà Hyundai Kona chính thức phân phối tại Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm vừa qua Kona đã có những gì để có thể cạnh tranh được ở thị trường Việt Nam giữa một rừng đối thủ như là Ford EcoSport, Honda HR-V hay là Mitsubishi Xpander. Hiện tại thì Hyundai Kona đang được phân phối với 3 phiên bản và trước mắt chúng ta là phiên bản cao cấp nhất Hyundai Kona 1.6 Turbo có giá bán là 725 triệu. Các bạn có thể tìm những mẫu xe có giá rẻ hơn, ví dụ như Hyundai Kona 2.0 tiêu chuẩn giá có 615 triệu, Hyundai 2.0 Kona bản đặc biệt có giá là 675 triệu. Và nay chúng ta sẽ chỉ tập trung về cái mẫu Hyundai 1.6 Turbo này thôi. Như bạn đang quan sát thì chiếc Kona trước mặt chúng ta là một chiếc xe màu đen, một chiếc xe đen bóng khá là lầm lì. Nó kết hợp cùng với cái thiết kế ngoại thất của chiếc xe tạo cho Kona có một cái thiết kế rất là cá tính và sắc nét. Ở mọi góc nhìn thì Kona hoàn toàn tỏ ra một cái lực hấp dẫn rất là khó cưỡng. Ở phần đầu xe chính là cái điểm mà rất nhiều cái thiết kế lạ lẫm, và nó cũng chính là cái mẫu xe đầu tiên mà Hyundai đã mang đến một cái thiết kế hoàn toàn mới trên những cái mẫu Hyundai của mình. Ở ngay dưới cái vị trí nắp capo các bạn nhìn thấy này, vốn dĩ thì những cái vị trí mà để đèn chiếu sáng kìa thì nó lại là vị trí của đèn xi nhan. Đó, đèn định vị ban ngày thì lại thanh mảnh vuốt cao và nó sẽ tôn lên với sự sắc sảo. Cụm đèn bi led sẽ tự động bật tắt với hai chế độ pha cốt nằm ở vị trí thấp hơn, và đặc biệt là cái đèn sương mù thì sẽ nằm ở cái vị trí thấp nhất. Cái phiên bản Kona 1.6 này thì thật sự là nó nhìn rất là ấn tượng, đặc biệt là cái bộ la răng như các bạn đang quan sát. Cái chiều dài cơ sở của xe thì đạt 2600mm, còn chiều dài tổng thể thì đạt 4165mm. Xe rộng 1m8 và cao 1565mm. Một thiết kế này thực sự là nhìn chiếc Kona rất là hấp dẫn, bất kể từ một cái góc nhìn nào cả. Cái góc tiếp trước của Hyundai Kona này đạt 17 độ, góc thoát sau 29 độ và khoảng sáng gầm là 170mm. Đó, cái này thì xét về cái mặt lý thuyết ấy, thì khả năng vượt địa hình của Hyundai Kona rất là ổn, và đặc biệt cái hệ số cản gió nó chỉ có 0,33 CD thôi, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định, đặc biệt là tốc độ cao. Ở thiết kế ngoại thất thì phiên bản cao cấp nhất này còn được trang bị cả cảnh báo điểm mù trên gương các bạn nhé. Ngoài những cái tính năng cơ bản ví dụ như là có đèn xi nhan trên gương này, gập điện, chỉnh điện, sấy gương, thì nó còn có sẵn cả cửa gió điều hòa, cả cảnh báo điểm mù bằng radar BSM. Và đây chính là cái hàng ghế thứ hai của chiếc Hyundai Kona này. Thật sự nó mang đến cho khách hàng một cái không gian nội thất khá là ấn tượng, thoải mái và rất là tiện nghi, đặc biệt là cái hàng ghế đầu tiên thì lát chúng ta sẽ xem. Với cái ghế ngồi thì xe sẽ được bọc ghế ra và ghế lái thì được chỉnh điện 10 hướng. Đó, vị trí thứ hai này có thể thoải mái cho 3 người ngồi, có 3 tựa đầu, gậy tì tay riêng và xe có thể gập theo tỷ lệ 64. Ở khoang cabin thì nổi bật nhất chúng ta đang quan sát đó chính là chiếc vô lăng 3 chấu điều chỉnh 4 hướng, có tất cả các nút điều khiển và cái hệ thống hành trình cruise control. Hệ thống tiện nghi của Hyundai Kona phiên bản này cũng rất là ấn tượng, màn hình 8 inch tích hợp bản đồ dẫn đường của GPS, full kết nối Apple CarPlay đi cùng với 6 loa và một bộ giải mã kỹ thuật số 24 bit cùng với bộ vi xử lý Akami Premium Sound đem đến chất lượng âm thanh rất là tốt. Ngoài ra thì xe còn được trang bị sẵn cả cửa sổ trời này, đấy, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động. Về cơ bản chiếc Hyundai Kona này tính năng an toàn sẽ gần như là đầy đủ hết. Chúng ta sẽ có toàn bộ các hệ thống phanh như ABS, BA, phanh khẩn cấp, rồi là phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo cân bằng điện tử, 6 tư thế phanh xe, cảnh báo điểm mù, cảm biến trước sau, cảm biến áp suất lốp. Đấy, và có cả cái hệ thống PS hỗ trợ đỗ xe và camera lùi. Tổng thể của chiếc Hyundai Kona này chắc chắn là sẽ làm các bạn hài lòng từ trong ra ngoài luôn. Xe có rất nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn. Chiếc Kona phiên bản cao cấp nhất này đang được niêm yết mức giá là 725 triệu, chưa trừ khuyến mại các bạn nhé. Cụ thể chương trình khuyến mại các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline 0967 58 8585, gặp bạn Huyền, trưởng phòng kinh doanh tại Hyundai Lê Văn Lương để có giá tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.